Xin chào các con. Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học lớp 4 của trang web olm.vn. Cô mời các con quan sát chuỗi thức ăn trên đây. Trong đó, cây lúa là thức ăn của châu chấu. Châu chấu là thức ăn của ếch. Ếch là thức ăn của rắn. Còn rắn là thức ăn của đại bàng. Theo các con thì cây lúa có vai trò gì đối với chuỗi thức ăn này? Để trả lời câu hỏi này thì cô và các con hãy cùng nhau đến với nội dung của bài học ngày hôm nay nhé! Bài 30. Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn. Nội dung bài học gồm 3 phần chính. Phần thứ nhất, thực vật cung cấp thức ăn cho con người và động vật. Phần thứ hai, vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn. Và phần thứ ba, cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên. Ngay bây giờ, hãy cùng cô tìm hiểu phần đầu tiên nhé! Cô mời các con quan sát hình ảnh này. Dựa vào đó, các con hãy cho biết các bộ phận nào của cây ngô có thể được dùng làm thức ăn cho con người và động vật. Đúng rồi! Phần lá ngô thì là thức ăn của châu chấu. Phần bắp ngô là thức ăn của con người. Còn phần thân của cây ngô thì là thức ăn của sâu đục thân. Tương tự như vậy, các con hãy xác định trong mỗi hình ảnh này thì bộ phận nào của thực vật được sử dụng làm thức ăn cho con người? Chính xác! Hình ảnh đầu tiên là cây cà rốt thì phần củ sẽ được sử dụng để làm thức ăn cho con người. Sang đến hình ảnh thứ hai là cây dâu tây thì con người sẽ ăn quả dâu tây. Chuyển sang hình ảnh thứ ba là cây bắp cải thì con người sử dụng phần lá để làm thức ăn. Như vậy, chúng ta có thể thấy gần như tất cả các bộ phận của thực vật đều có thể dùng làm thức ăn cho con người và động vật. Vậy còn thức ăn của thực vật là gì? Các con hãy cùng quan sát vào hình ảnh trên đây và trả lời câu hỏi này nhé! Chúc mừng các con đã trả lời đúng rồi đấy! Thực vật nói chung và cây lúa ở trong hình ảnh này nói riêng sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời, nước, chất khoáng, khí carbon dioxide để làm thức ăn. Tiếp tục dựa vào hình ảnh này, các con hãy trả lời câu hỏi thức ăn của gà và cáo là gì? Rất tốt! Trong hình ảnh này thì gà sử dụng hạt lúa để làm thức ăn. Còn cáo thì ăn gà và nó sẽ không ăn lúa. Từ đó chúng ta có thể đưa ra kết luận thực vật tạo ra và cung cấp nguồn thức ăn nuôi sống chính thực vật và các sinh vật khác. Vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu phần đầu tiên thực vật cung cấp thức ăn cho con người và động vật. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chuyển sang tìm hiểu về vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn. Cô mời các con quan sát ba chuỗi thức ăn trên đây. Chuỗi thức ăn đầu tiên, cây là thức ăn của hươu, hươu là thức ăn của sư tử. Chuỗi thức ăn thứ hai, song đuôi chồn là thức ăn của cá nhỏ là thức ăn của cá lớn, còn cá lớn là thức ăn của bồ nông. Chuỗi thức ăn thứ ba, lúa là thức ăn của châu chấu là thức ăn của ếch, ếch là thức ăn của rắn, còn rắn là thức ăn của đại bàng. Các con hãy quan sát thật kỹ và cho biết ba chuỗi thức ăn này có điểm gì chung. Đúng rồi đấy! Điểm chung của ba chuỗi thức ăn này là đều bắt đầu từ thực vật. Với chuỗi thức ăn đầu tiên thì là cây, chuỗi thức ăn thứ hai là rong đuôi chồn và chuỗi thức ăn thứ ba là cây lúa. Theo các con, vì sao thực vật thường là sinh vật đứng đầu trong các chuỗi thức ăn? Chính xác! Thực vật có khả năng tự tổng hợp chất dinh dưỡng từ khí carbon dioxide, nước và chất khoáng dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời. Chất dinh dưỡng đó thì sẽ được sử dụng để nuôi sống chính nó và các sinh vật khác.
Đó là lý do vì sao thực vật thường đứng đầu trong các chuỗi thức ăn đấy các con ạ. Thông tin vừa rồi đã khép lại bài học của chúng ta ngày hôm nay. Thông qua tìm hiểu, các con cần ghi nhớ nội dung chính sau đây. Thực vật có khả năng tự tổng hợp chất dinh dưỡng từ nước, khí carbon dioxide, dưới tác dụng của ánh sáng để sống và phát triển. Chúng là nguồn thức ăn của con người và nhiều loài động vật khác. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi nội dung bài giảng. Hãy truy cập trang web olm.vn để luyện tập và tương tác trực tiếp với video bài giảng. Đừng quên ấn theo dõi kênh Học Trực Tuyến OLM nhé! Cô thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong những video tiếp theo!